Con đang ăn gì đấy? Thịt gà gì? Luộc hay nướng? Luộc không luộc? Thì cần nướng, luộc luộc. Ngon không? Ăn gì thế hả? Các bạn có người yêu chưa? Người yêu chưa? Chưa. Tưởng yêu phải Yến. Không phải không? Thế thôi ngồi ăn thử thế. Ăn rau nho đi. Rau nho, cầm rau nho chấm nhỉ. Rau nho. Ồ, chấm ít thôi, chấm nhiều thế. Ôi dồi ôi.